Rồi đây, mình lấy được cái bơm ra rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn dễ nhất là nhìn vào cái đầu con tụ. Đó, cái đầu con tụ là đầu âm thì hàng vào đầu âm, mà đầu dương thì hàng vào đầu dương. Bây giờ mình chỉ là test tạm về thôi. À, xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chế một cái bơm lọc nước bể cá. Thì đây là cái bình giữ nhiệt của mình. Cách đây mấy ngày thì cái bình này nó hư rồi các bạn. Nên hôm nay là mình sẽ lấy cái bơm của cái bình giữ nhiệt này, mình sẽ chế thành cái bơm lọc nước của cái bể cá. Hôm bữa trước mình có nói với các bạn là mình hay đi ve chai, mình sưu tầm mấy cái motor 775 này. Thực ra rất là nhiều các bạn, có 10.000 một cái thôi. Nhưng mà nói như các bạn không tin, nhưng mà đó là sự thật. Mà mình không có sử dụng cái bơm này để bơm hồ cá. Vì những cái bơm này á, cơ chế của nó bơm là nén áp suất. Mà khi mình đưa cái bơm này vào để lọc bể cá thì nó bị ngạt, là làm cái bơm mình nó không có bơm được. Nên hôm nay mình sẽ tháo cái bơm ở trong này. Thì mình cũng không có biết trong cái bình này là cái bơm này nó sử dụng điện áp bao nhiêu volt hết á. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình nghiên cứu và mình đổ cái nguồn khác. Bây giờ mình thực ra cũng không biết là cái bơm này xài điện áp bao nhiêu hết. Tại vì cái bơm này nó lấy cái nguồn mà nó quấn điện trở ở trong cái bếp này luôn. Và nó lấy ra một sợi đây. Sợi đây các bạn. Nó cấp qua cái cầu diode. À không phải cầu diode, nó cấp qua hai con diode và cái tụ. Và để cho cái bơm này nó chạy. Thì nếu mà trường hợp mà cái bếp mình mà hư cái nguồn này thì mình cũng có thể đổ cái nguồn khác cho cái bơm này. Nếu mình không biết cái bơm này chạy điện áp bao nhiêu, mình thử. Mình thử tầm 12 đến 24 V. Hoặc là mình có thể nhìn con tụ các bạn. Con tụ trên cái bao mạch đây. Nó sử dụng điện áp bao nhiêu thì mình có thể là mình sẽ lấy điện áp là 1/2 đó mình cấp vào xem bơm nó chạy có nóng hay không. Và nó có bơm như thế nào thì mình biết được là nó chạy điện áp bao nhiêu. Rồi đây, mình lấy được cái bơm ra rồi các bạn. Mình rút cái nguồn ra. Rồi. Thì trên tay mình đây là cái bơm của cái bình giữ nhiệt. Con tụ này thì nó sử dụng điện áp có 25V thôi. Thì có nghĩa là cái bơm này dao động từ 24V trở lại. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12V xem thử bơm nó bơm như thế nào. Thì mình, tại vì mình chế cái bơm này để bơm hồ cá nên mình cũng không cần phải bơm mạnh. Chỉ cần nước nó lên trên và nó lọc cái bể cá thôi. Giờ mình lấy nguồn 12V này. Mình thử trực tiếp vào hai cái đầu đây. Hai cái đầu này là DC vào hai cái đầu đây các bạn. Còn nếu mà các bạn cấp ở ngoài đây là các bạn cấp AC. Bây giờ mình hàn đúng cái cực luôn các bạn. Hàn đúng cực thì dễ lắm. Các bạn nhìn vào mấy cái đầu con diode này. Hoặc cái đầu con tụ đây nè. Đó, các bạn nhìn dễ nhất là nhìn vào cái đầu con tụ. Đó, cái đầu con tụ là đầu âm thì hàng vào đầu âm, mà đầu dương thì hàng vào đầu dương. Rồi, mình cấp điện thử nhé. Đây, dương âm. À, bơm chạy rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nước mình thử cho các bạn xem thử cái độ bơm của nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình bơm thử nha các bạn. Đó, nước lên đấy. Lên các bạn, 12V. Mà tốc độ nước bơm như thế này mình thấy cũng ổn đó các bạn. Bơm hụt cá mà. Nó bị hụt các bạn. Đấy. Đó, được các bạn. Cái này là bơm lọc bể cá là vô tư rồi. Nó bị hụt nước các bạn. Rồi, như vậy là mình quyết định là mình sử dụng cái bơm này là 12V. Mình tính là lắp cái bơm vô cái hồ để nó lọc. Nhưng mà giờ do mấy con chim nó đẻ trứng các bạn, nên thành ra là chưa có lắp được. Bây giờ mình chỉ là test tạm về thôi. Tại cái bơm này mình lắp cho thằng em chứ cũng không phải là mình lắp cho mình. Ở đây mình quay mấy con chim cho các bạn xem chim nó đẻ nè. Kia trước mặt là hai con chào mào các bạn. Đây. Đó, nó đẻ trứng ở đây mà đẻ hai trứng, một trứng nữa rồi. Nó gấp con nó thả đâu trong kia mình nghe tiếng chít chít đấy.
Đó, mình tính lắp cái bơm vô cái bể nước đó để nó lọc cái nước đó, nhưng mà giờ nó đang để, thật ra mình không lắp được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hay ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh.